Hello cô chú anh chị và các bạn, hôm nay em lại có thêm một loại mận. Cái trái mận này hay lắm nhé, khi nó chín thì cái đầu trên đa số là nó chuyển màu trắng. Đó, nó chuyển màu trắng xanh. Này anh đại ca này lại vào nữa. Đây. Kính chào cô chú anh chị các bạn chưa? Chú bạn. Đâu nói ra. Kính chào. Kính chào. Cô chú. Anh chị. Và các bạn. Hôm nay Gấu review trái mận. Một loại mận mới. Mận trái dài nè. Dài cỡ cô chú nhìn kỹ. Lớn cái hai. Cỡ cái một ngón tay luôn ạ. Cái trái mận này đặc biệt là khi chín thì nó chuyển màu trắng, trắng xanh. Cây mận thì ra thì cây mận này thì có trái, cây mận này thì có cây. Cây cao khoảng hơn 4 feet cô chú ạ. Cây đẹp luôn. Cây chiết nhá. Đây bây giờ review trái mận. Cái gì anh Beo? Đây anh Gấu ăn trước đi. Để cho mọi người. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Rồi anh Béo ui rồi cầm súng lên đây nữa chứ. Thôi chỗ này không có chơi súng ống hết chưa. Rồi anh đeo chỗ khác. Có cái cắt không? Ờ con lấy cái cắt đi. Giờ mẹ lấy cho. Rồi gỗ đeo xuống. Đây cái cắt đây. Mẹ lát mẹ cắt cho con. Cái mận này nước rất là nhiều luôn. Mới cắt sơ sơ mà nó nước rất là nhiều đây. Đeo ơi, Đeo ngồi xuống. Rồi, ăn đi. Gấu ăn đi con. Nó không không cắt làm đâu con ăn đi. Con vệ sinh miệng. Em ăn đâu? Em mà không ăn mặn. Cái mận này nước rất là nhiều. Ngọt không có hạt cô chú này không hạt không phải nước nhiều đúng không nước nhiều không hạt ui rồi thôi đeo chỗ khác đi ngọt thấp thải thấp thải còn ăn nữa không ăn này lấy trái khác ăn. Trái mận này rất là ngon luôn cô chú ạ, không ngọt này, không bị chát này, nước rất là nhiều luôn. Trái này chín nó trắng như này nè, một bên trắng một bên xanh như này nè cô chú. Trái mận này bị dập mất rồi. Nước rất là nhiều. Còn anh này đang review ăn bánh tráng. Ăn bánh tráng. Chúc cô chú anh chị các bạn sau một kỳ nghỉ lễ thì quay trở lại làm việc có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Bây giờ cũng đã muộn rồi thì Gấu và Beo và mẹ Gấu Beo chúc cả nhà mình có sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúc ngủ ngon, bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi anh này ăn bánh tráng nhưng anh không ăn trái cây. Còn anh lớn thì thích thì ăn trái cây. Rồi thôi em ăn đi rồi đi. Mẹ anh tăng tiếp cho em đi ngủ nhá. Bye bye. Bye bye, ok. Review lại cái trái mận này, vừa lấy có hai thằng nhỏ nó tới nó phá quá trời. Em sẽ review lại hai cái trái mận này. Thứ nhất là không có hạt này, trái rất là dài luôn. Khi chín nó chuyển màu trắng xanh nha. Trái này ngắn hơn trái kia nó dài đúng một đốt ngón tay như này luôn ạ. Em cắt sơ em ăn luôn. Ngọt nước rất là nhiều. Có mùi thơm đặc trưng của mận. Không có hạt. Chú nhìn này, không có hạt. Ngọt lắm mà ngon, thơm. Nước nhiều. Ăn đã lắm của chú ạ. Em có cây giống nhá. Đã lắm.
ngọt này, ngọt này, ngon này, giòn nước nhiều, ăn ngon lắm cô chú ạ, không thể kiềm chế được, con ăn một lúc hết luôn. Mình ăn xong rồi. Mình ăn xong rồi. Có ăn táo không? Táo. Sau đây là anh Gấu sẽ review trái táo được vị khách hàng cho. Đây con lấy cái trái này con ăn luôn đi. Đây đấy, ăn trái nào lên luôn đây. Nhà cháu được nọc ăn nên là ông bà tới ông bà cho. Khách hàng cho. Mẹ cái mẹ rửa rồi thì mẹ cắt cho. Bây giờ là anh Gấu xin ra. Mẹ muốn ăn. Ừ, có ăn đi, mẹ quá đây nè. Để mẹ xem. Ăn sao? Không ăn trái nước. Táo tàu. Không có nước. Ừ, không có nước đúng rồi, táo tàu không có nước. Anh ấy nói đúng á. Trái mận thì có nước thì đúng rồi. Trái mận có nước. Ừ, trái mận có nước. Có ngọt không con? Ừ. Ai giờ. Giờ trái táo lên cho cả nhà coi. Đó. Cái ăn sao, ăn thấy sao, ngọt không? Là. Không ngọt á? Ngọt hay không ngọt? Ngọt hay không ngọt? Ngọt một tí. Ngọt một tí à. Cái tao tàu ngọt một tí không có nước. Này, ăn đi. Ăn cho no bụng một tí đánh răng. Không ăn nữa hả? Thôi con ăn đi. Không muốn ăn hả? Thích ăn mận hơn hả? Ăn hết trái đấy đi luôn con. Không ăn em bé kìa. Ok. Rồi, bye bye, tạm biệt. Bye bye cô chú anh chị các bạn. Ôi trời ơi, cái anh này bỏ phá. Đấy, cái thằng nhóc con nó ăn được miếng như này mà nó bảo không có nước. Cháu nữa để mẹ cháu thử. Có cái răng liền này, ăn cái trái táo nó bị cứng, nó không như trái mận. Trái mận thì nó giòn mà, nước nhờ. Trái mận còn trái táo của người ta ngọt thế này mà ông bảo không ngọt. Ông này đẹp quá. Các ông thì ăn. Ông ăn ông nói ngon. Thằng này nó thì ăn mận lắm. Trái táo rồi. Em được cho một rổ táo, ăn rất là ngon. Tới mùa trái cây là cô chú anh chị các bạn cho rất là nhiều luôn, cho cả mướp, bầu. Bầu, mướp để nguyên một góc nhà ba quả. Chưa ăn tới. Một quả mướp, hai quả bầu. Táo tàu ăn ngon lắm cô chú ạ. Em được Ngọc ăn nên là cứ được mọi người cho trái cây suốt à. Nhà không có cái cây gì để ăn hết, toàn phải cho. Táo tàu này ăn ngon lắm cô chú. Tuy nó khô nhưng mà nó có vị ngọt giòn. Táo này ai chắc cây này nó phải lớn lắm, trái nó mới bự thế này cô chú ạ. Cô chú coi trái bự lắm luôn ạ. Ăn ngon lắm con ơi. Mận này có vị ngon của mận. Táo tàu có vị ngon của táo tàu. Táo Thái này có vị ngon của táo Thái. Táo Thái thì nước nó nhiều, nó không bị khô. Thằng nhóc có vẻ nó thích ăn táo Thái hơn đấy. Nó thích ăn táo tàu. Nó chê là táo tàu bị khô. Ăn ngon quá cô chú. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi YouTube channel của em nhé. Bây giờ em xin phép sẽ chuyển kênh.